Xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu phá thương khung phần 5 tập 96. Tiêu Viêm thể nội tiên nguyên khí cũng càng lúc càng nồng nặc, nhục thể cường độ cũng tại không ngừng tăng cường. Làn da cùng xương cốt ở giữa giống như ôn ngọc, trong đó lộ ra một loại không thể phá vỡ cảm giác. Chiều tốc độ như vậy, ít nhất cũng phải trăm năm mới có thể có hy vọng 9 sao trung kỳ. Tiêu Viêm cau mày, tốc độ như vậy đã rất nhanh, nhưng Tiêu Viêm vẫn là không hài lòng, tốc độ vẫn là quá chậm. Cho thời gian của ta đã không đủ 500 năm, nếu ta không có thể đột phá đầu tiên, chỉ sợ khó mà ngăn cản đến tự huyết thần giới uy hiếp. Tiêu Viêm chau mày, hắn nhất định phải nghĩ đến càng nhanh biện pháp mới được, đột phá trung kỳ như đều cần tốn hao trăm năm. Như vậy hậu kỳ, đỉnh phong, thậm chí chân chính đột phá đầu tiên, không có ngàn năm, căn bản là không có cách làm được. Tiêu Viêm cảm thụ một chút xung quanh đế chi nguyên khí vẫn như cũ phi thường nồng đậm. Đã đủ mọi người hấp thu một đoạn thời gian, giờ phút này hắn có một cái phi thường điên cuồng ý nghĩ. Ta ngược lại muốn xem lấy hải dương màu vàng óng thật có lợi hại như vậy. Tiêu Viêm không muốn đang lãng phí qua nhiều thời giờ đi phân giải. Không bằng trực tiếp đi tới nước hấp thu tiên nguyên khí, có lẽ dạng này tới càng nhanh. Hồng Nhi, ngươi xem trọng Phương Chu bên trong hết thảy, một khi có chuyện lập tức cho ta biết. Tiêu Viêm dặn dò một câu Phương Chu Linh, liền đứng dậy, bay về phía hải dương phía dưới. Tiêu Viêm thân hình chậm rãi hạ xuống, khoảng cách mặt biển càng ngày càng gần. Tiêu Viêm thần sắc hung ác, thật dự định đi tiếp xúc kim sắc nước biển. Chủ nhân, vạn vạn không thể. Đại Nhật Kim Ô Viêm vội vàng nói, bị hù Tiêu Viêm co tay một cái. Nếu nói không sợ, Tiêu Viêm vẫn có chút hư, nhưng không có giới không chi lực hộ thể. Tiêu Viêm không cách nào tưởng tượng cái này nước biển thật chạm đến sau sẽ chuyện gì phát sinh. Phân giải nước biển tinh luyện tiên nguyên khí tốc độ quá chậm, ta thực sự đợi không được. Ta hiện tại đã có được tiên nguyên khí, hẳn là có thể tiếp xúc cái này kim sắc nước biển. Tiêu Viêm cau mày nói. Chủ nhân hiện tại bất quá 9 sao, cái này nước biển đối với đấu tiên phía dưới có được cực cao tính ăn mòn. Lấy chủ nhân thực lực bây giờ, tuy nói có thể thừa nhận được, nhưng cũng cực kỳ thống khổ. Đại Nhật Kim Ô Viêm nói, Tiêu Viêm nghi đã muộn một chút, gật gật đầu. Giờ phút này hắn đã làm tốt nghênh đón thống khổ chuẩn bị, lại thống khổ, Tiêu Viêm cũng phải nếm thử. Có lẽ đây cũng là một loại khảo nghiệm phương pháp. Ta đã nghĩ kỹ, thống khổ liền thống khổ đi, ta còn không tin, so với bị thiên hỏa đốt cháy thống khổ hơn. Tiêu Viêm trong mắt vẻ hung ác lấp lóe, từ hấp thu đạo thứ nhất thanh liên địa tâm hỏa, loại kia thiêu đốt thống khổ đã là khắc cốt. Dị hỏa đốt người thành đế, bị ngọn lửa đốt sạch thân thể, loại kia đau nhức đã là khắc sâu trong lòng. Cái này nước biển thống khổ theo Tiêu Viêm, tính không được cái gì. Tiêu Viêm cắn răng một cái, một đầu vọt vào biển trong nước, Tiêu Viêm thân thể lập tức bị băng lãnh nước biển triệt để bao khỏa. Nước biển nhiễm làn da, loại kia kịch liệt giống như thống khổ lập tức càn quét toàn thân. Tiêu Viêm con mắt mở to gắt gao, kém chút không có đau há mồm uống hai miệng cái này nước biển. Cố nén vạn kim châm xương giống như đau đớn, Tiêu Viêm xếp bằng ở nước biển phía dưới. Thân thể giống như vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng thu nạp trong nước biển tiên nguyên khí. Cứ như vậy liên tiếp giữ vững được nửa tháng, Tiêu Viêm từ trong nước biển đột nhiên xông ra, trong mắt tơ máu mật bố. Hiển nhiên đã đến cực hạn của hắn, trên thân xanh một miếng tím một khối, toàn thân truyền đến đau đớn kịch liệt. Đau Tiêu Viêm hàm răng đều cắn lạc lạc rung động, Tiêu Viêm lập tức lấy ra một chút khôi phục cùng đan dược chữa thương thả trong cửa vào. Ngồi xếp bằng khôi phục thật lâu, vết thương trên người mới tiêu tán rất nhiều. Tiêu Viêm chậm rãi há miệng, phun ra một đoàn ô chọc chi khí, đôi mắt mở ra, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Quả nhiên, vẫn là như thế tốc độ nhanh mấy lần không ngừng, tốc độ như vậy, thời gian 10 năm liền có hy vọng chạm đến 9 sao trung kỳ. Tiêu Viêm cảm nhận được trong thân thể càng thêm nồng đậm tiên nguyên khí. Từng khúc cơ bắp xương cốt tại trải qua tiên nguyên khí tẩy lễ về sau, trở nên ngày càng mạnh mẽ. Tiêu Viêm giờ phút này xem như minh bạch, vì sao ba tên 9 sao lão tổ dù cho bị Phệ Hồn Vương xuyên thủng thân thể, tốc độ khôi phục đều kinh người như thế. Ngưng tụ đầu tiên thân thể về sau, đấu đế trong vòng đều không đối thủ. Tiêu Viêm trong mắt hiện ra ánh sáng tự tin, chỉ cần đột phá đến 9 sao trung kỳ. Cho dù là đối mặt 9 sao hậu kỳ thậm chí đỉnh phong Tiêu Viêm cũng sẽ không đang e sợ. Tiêu Viêm sở hữu như vậy tự tin, không chỉ là ba kỳ vật đưa cho Tiêu Viêm cực mạnh sức chiến đấu. Còn có Tử Thần Hư Linh Tháp tầng thứ 4 hư vô mộng ảo, để trong tay Tiêu Viêm đấu kỹ cơ hồ đều tăng lên một cái cấp bậc. Thiên Xích Vô Ảnh như Tiêu Viêm toàn lực thi triển, có thể đạt tới chuẩn vực giai thực lực, loại này sức chiến đấu. Tại bây giờ đấu đế đại lục, không người có thể thi triển, cho dù ba tên 9 sao lão tổ trong tay cũng chưa từng có được vực giai đấu kỹ. Chờ trên người bị ăn mòn thương thế khá hơn một chút về sau, Tiêu Viêm lại lần nữa một đầu đâm vào kim sắc trong nước biển. Loại kia khoan tim thấu xương giống như đau đớn lại lần nữa càn quét Tiêu Viêm toàn thân, đau đớn kịch liệt để Tiêu Viêm thẳng nhếch miệng. Nhưng Tiêu Viêm vẫn là cắn răng kiên trì xuống tới, cứ việc trên thân mang đến đau đớn kịch liệt. Nhưng nhục thể từng tấc tăng cường cảm giác, cũng mãnh liệt kích thích Tiêu Viêm thần kinh kiên trì. Theo thời gian trôi qua, xếp bằng ở nước biển phía dưới Tiêu Viêm dần dần lộ ra bình tĩnh. Trên nhục thể đau đớn không nữa như vậy kịch liệt, đầu tiên thân thể đã là hoàn thành hơn phân nửa, một bước này.
cơ hồ sẽ cùng tại một chân bước vào đấu tiên hàng ngũ. Tại tu luyện đồng thời, Tiêu Viêm cũng tại thỉnh thoảng đánh giá nước biển chung quanh, linh hồn chi lực cũng theo đó giống chung quanh khuếch tán. Nhưng lại không có phát hiện cái gì dị dạng, nhưng Tiêu Viêm luôn cảm giác có người đang ngó chừng hắn, loại cảm giác này để Tiêu Viêm rất không thoải mái. Tại nước biển phía dưới, một vùng tăm tối, không có bất kỳ cái gì quang mang thẩm thấu, cúi đầu xem xét, là vô biên vô tận hắc ám. Tiêu Viêm không rõ ràng cái này dưới biển đến tột cùng có đồ vật gì, nơi này cũng không phải là biển sâu. Còn phi thường tới gần bờ biển, nước biển còn không tính quá sâu. Tiêu Viêm cũng muốn đi tới phương tìm tòi hư thực, nhưng băng lãnh nước biển không ngừng kích thích Tiêu Viêm thần kinh. Lúc này Tiêu Viêm cảm giác cái này nước biển dị thường băng lãnh, loại cảm giác này để Tiêu Viêm rất không có cảm giác an toàn. Loại cảm giác này không giống với tại lục địa, cả người bị nước biển bao khỏa cảm giác, phảng phất linh hồn đều sẽ bị hắc ám thôn phệ. Tiêu Viêm cứ như vậy ngày qua ngày tu luyện, thỉnh thoảng còn đi vô ý phương chu bên trên phân giải một chút nước biển. Duy trì đế chi nguyên khí mức độ đậm đặc, dạng này để mọi người tu luyện cũng có thể chiếu cố. Thời gian dài ở trong nước biển Tiêu Viêm, thần kinh càng ngày càng mẫn cảm, hắn cũng càng ngày càng xác định. Tuyệt đối có đồ vật gì đang ngó chừng hắn, cảm giác như vậy quá mức mãnh liệt, Tiêu Viêm bắt đầu lưu ý, cái này khiến hắn rất không thoải mái. Không biết qua bao lâu, đột nhiên trong nước biển Tiêu Viêm mở choàng mắt, gắt gao nhìn phía xa một cái phương vị. Nước biển oanh một tiếng, Tiêu Viêm ở trong nước tốc độ vẫn như cũ không giảm, thẳng tắp hướng phía Tiêu Viêm cảm giác được cái hướng kia mà đi. Tại Tiêu Viêm không phương xa quả nhiên xuất hiện một đạo hồng ảnh, Tiêu Viêm trong mắt nhắm lại. Quả nhiên có đồ vật, Tiêu Viêm cười lạnh, vậy mà đều không cách nào cảm giác được khí tức tồn tại. Có hai loại khả năng, một loại là dùng một loại nào đó ẩn nấp khí tức bí pháp, một loại chính là có được còn mạnh hơn Tiêu Viêm linh hồn chi lực, Tiêu Viêm cảm thấy cái sau khả năng còn hơi nhỏ. Dù sao Tiêu Viêm linh hồn chi lực chính là thế giai sơ kỳ, tại bây giờ đấu đế đại lục, thế giai linh hồn chi lực lác đác không có mấy, hải dương màu vàng óng bên trong. Dù là có cường đại đồ vật cũng không có, khả năng đến Tiêu Viêm hoàn toàn không cảm giác được tình huống. Hồng ảnh tốc độ thật nhanh, tốc độ này dĩ nhiên không kém chút nào Tiêu Viêm. Nó biết Tiêu Viêm phát hiện nó về sau liền bắt đầu chạy trốn, tựa hồ phi thường e ngại Tiêu Viêm. Đuổi rất dài một khoảng cách, hồng ảnh hướng phía hải dương màu vàng óng chỗ sâu mà đi. Tiêu Viêm không thể không ngừng lại, hắn cân nhắc củng cố kỵ tương đối nhiều, không dám rời vô ý phương chu quá xa. Nếu là chúng điệu hổ ly sơn liền xong rồi, cũng không thể cầm các huynh đệ của mình an nguy làm tiền đặt cược. Đáng ghét, rốt cuộc là thứ gì, dĩ nhiên không có chút nào khí tức, giống như tử vật, thế nhưng là nó tại sao phải chạy? Một mực đi theo chính mình lại có mục đích gì? Tiêu Viêm thầm mắng một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới cái đồ chơi này tốc độ dĩ nhiên như vậy nhanh chóng, chính mình thế mà không đuổi kịp. Bây giờ nó chui vào biển sâu, Tiêu Viêm cũng triệt để không có cách, đành phải đường cũ trở về. Tiêu Viêm lần này truy đuổi về sau, loại kia bị nhìn chằm chằm cảm giác cũng đã biến mất một đoạn thời gian. Tiêu Viêm khoảng thời gian này cũng an tâm tu luyện, nắm chặt mỗi phút mỗi giây tu luyện. 500 năm thế nhưng là không nhiều, càng lúc càng gần, Tiêu Viêm không dám chậm trễ chút nào. Tại kim sắc nước biển rèn luyện dưới, Tiêu Viêm nhục thể càng thêm cường hoành, lại thêm Tiêu Viêm điên cuồng hấp thu tiên nguyên khí. Tại tiên nguyên khí tẩy cân phạt tủy dưới, Tiêu Viêm đã phi thường tiếp cận 9 sao trung kỳ. Đợi đột phá 9 sao thời điểm, cũng là Tiêu Viêm ngưng tụ đấu tiên chi thần lúc. Nếu có thể đạt tới 9 sao trung kỳ, Tiêu Viêm thi triển đấu kỹ cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thành giai đấu kỹ nếu muốn lặp lại thi triển, đế chi nguyên khí tự nhiên không đủ tiêu hao. Nhưng mà có được sung túc tiên nguyên khí, thi triển nhiều cái thánh giai đấu kỹ đều không đáng kể. Cũng chỉ có dạng này mới có thể trèo chống tăng lên tới chuẩn vực giai thiên xích vô ảnh. Lại một cái 10 năm, thoáng một cái đã qua, mọi người thực lực nhau nhau đều lại lần nữa được tăng lên. Mà xếp bằng ở trong hải dương Tiêu Viêm, giờ phút này toàn thân tản ra một tầng thật mỏng màu trắng vầng sáng. Năng lượng ba động từng vòng khuếch tán ra đến, đem nước biển kích lên ngàn tầng sóng biển. Tiêu Viêm đôi mắt bỗng nhiên mở ra, khóe miệng nổi lên một cái vi diệu biên độ. 9 sao trung kỳ. Nhục thân bên trên truyền đến cường hãn, để Tiêu Viêm vô cùng hưng phấn, ngưng tụ đấu tiên thân thể về sau. Nước biển ăn mòn tính đối với thời khắc này Tiêu Viêm đến nói, tác dụng đã phi thường nhỏ bé. Ban đầu Tiêu Viêm chỉ có thể tại nước biển hạ đợi nửa tháng, trên thân chính là vết thương chồng chất. Bây giờ đừng nói là nửa tháng, coi như đợi một năm trước, Tiêu Viêm cũng không đáng kể. Ngay tại Tiêu Viêm đột phá 9 sao trung kỳ đồng thời, Tiêu Viêm bỗng nhiên thần sắc nhất biến. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm một cái phương vị bị Tiêu Viêm truy đuổi qua một lần về sau. Loại cảm giác này đã biến mất 10 năm, bây giờ lại tới, Tiêu Viêm thực sự khó mà chịu đựng bị giám thị cảm giác. Trong nước Tiêu Viêm, như là như đạn pháo, nguyên địa lưu lại một cái nước vòng, dưới nước vạch ra một đạo thật dài bạch tuyến. Lần này, tốc độ của Tiêu Viêm là hắn cực hạn, Tiêu Viêm cũng không tin bắt không được cái này nhìn chằm chằm hắn đồ chơi. Tại Tiêu Viêm tốc độ cao nhất tình huống dưới, nước biển phía dưới oanh thanh âm ùng ùng truyền khắp bốn phía. Nhưng đại dương màu vàng óng dưới, cũng không có loài cá cùng sinh vật, dạng này động tĩnh cũng không có dẫn tới cái gì. Một đạo hồng ảnh xuất hiện tại Tiêu Viêm tầm mắt bên trong, hồng ảnh giật mình, lập tức quay đầu liền đi.
Như đột phá 9 sao trung kỳ Tiêu Viêm, tốc độ lại lần nữa tăng lên rất nhiều, Tiêu Viêm càng ngày càng tiếp cận Hồng Ảnh. Thấy Hồng Ảnh quay người muốn trốn, Tiêu Viêm lập tức dùng linh hồn truyền âm. Ngươi như đang chạy, hôm nay liền muốn ngươi hài cốt không còn. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, Hồng Ảnh nghe xong. Lúc đầu nhanh chóng giống nước biển phía dưới bơi đi, thân hình bỗng nhiên dừng lại, đình trệ ngay tại chỗ. Thấy Hồng Ảnh không có tính toán đang lẩn trốn, tốc độ của Tiêu Viêm cũng là chậm rãi chậm lại, hướng phía Hồng Ảnh cảnh giác mà đi. Nhưng vào lúc này, Hồng Ảnh phi thường kinh hoàng, tựa hồ là đang sợ cái gì. Đại nhân, mau cứu ta, nó đến rồi. Hồng Ảnh dùng linh hồn truyền âm cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm sững sờ, linh hồn chi lực khoách tán ra, quả nhiên cảm thấy một đạo cường hãn khí tức chính đang điên cuồng tiếp cận Hồng Ảnh. Thứ gì, không phải người khí tức. Tiêu Viêm nhướng mày, lật bàn tay một cái, hỏa diễm ở trong nước bốc lên. Thiên hỏa tuyên cổ xích ngưng tụ trong tay, Tiêu Viêm tại Hồng Ảnh trên thân cũng không có cảm giác được bất kỳ uy hiếp gì. Chủ yếu nhất là, cái này Hồng Ảnh thanh âm đúng là nữ tử. Vọt tới cái này đạo cường hãn khí tức, Tiêu Viêm cảm thấy một cỗ ngang ngược cùng giết chóc, mà lại mục tiêu là hướng về phía Hồng Ảnh mà đi. Đại nhân, Hồng Ảnh thanh âm lại lần nữa lo lắng, Tiêu Viêm cau mày, nhưng vẫn là xuất thủ. Cái kia đạo cường hãn khí tức bay thẳng mà đến, Tiêu Viêm đổ ập xuống một thước mà xuống. Ở trong nước, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng Tiêu Viêm chiến đấu, mặc nhiên rất mạnh. Tốc độ cực nhanh khí tức bị Tiêu Viêm một thước trực tiếp oanh ngừng. Giống. Tiêu Viêm tập trung nhìn vào, ngược lại để hắn trong lòng giật mình, thân ảnh trên thân đều là tinh hồng chi sắc. Thật dài tứ chi, trên mặt lại không có con mắt, chỉ có một miệng mở lớn, mọc ra hai hàng bé nhỏ răng. Cái này lại là cái gì quái vật, thân hình có điểm giống người, nhưng thân thể này tỷ lệ khác biệt nhưng lại rất lớn. Tiêu Viêm trong lòng nghi hoặc, thân ảnh ở trong nước phát ra gầm lên giận dữ, sóng âm khuếch tán ra tới. Lại còn sẽ âm ba công kích, bất quá vừa vặn, ta ngược lại muốn thử một chút, ai sóng âm càng mạnh một chút. Tiêu Viêm nhìn xem cái này tựa hồ không có cái gì linh trí đồ chơi, cười lạnh nói. Thánh giai đấu kỹ Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Tiêu Viêm bỗng nhiên há miệng ra, trước mắt lập tức xuất hiện một dòng sông dài. Nếu như thật Hoàng Tuyền, sóng xung kích để dưới biển tạo thành từng vòng to lớn vòng xoáy. Đem đồ chơi kia quấy tiến bên trong, bất quá chỉ là Uyển Nhi, liền lại lần nữa vọt ra. Nhận Tiêu Viêm Hoàng Tuyền Thiên Nộ, lao ra liền phun ra một ngụm máu tươi, xen lẫn nội tạng. Cũng không tệ, có được 8 sao thực lực, bất quá 8 sao ở trước mặt ta thế nhưng là không đáng chú ý. Cái đồ chơi này tại Tiêu Viêm Hoàng Tuyền Thiên Nộ công kích đến, giống như có lẽ đã là bị trọng thương. Nhưng cũng không có muốn trốn dự định, xem ra cũng không có cái gì linh trí, giống như một con chó điên, sẽ chỉ hướng về phía cắn người linh tinh. Thánh giai đấu kỹ Thánh Thiên Liên Tiễn. Tiêu Viêm tay trái nắm cung, tay phải thiên hỏa ngưng tụ thành mũi tên, trực tiếp bắn về phía tại cái kia dài tứ chi đầu. Hoàng Tuyền Thiên Nộ đã đem chấn thành nội thương rất nặng. Đối mặt Tiêu Viêm cái này một mũi tên, nó tựa hồ muốn tách rời khỏi, lại không cách nào động đậy thân thể. Thiên hỏa ngưng tụ mũi tên, bắn trúng này quái vật đầu, hỏa diễm nổ tung, càn quét toàn bộ quái vật thân thể. Sau đó đem toàn bộ đốt sạch, biến thành tro bụi, nước biển xông lên, liền hoàn toàn tán đi. Thánh Thiên Liên Tiễn, ba kỳ vật ở giữa ngược lại là có thể tương hỗ chuyển đổi. Phân biệt đều có thể ngưng tụ thành cung cùng mũi tên, đều có hiệu quả khác nhau, cũng không tệ. Tiêu Viêm tiến một bước hiểu rõ cái này Thánh Thiên Liên Tiễn cách dùng, giải quyết cái quái vật này về sau. Tiêu Viêm ánh lửa thu liễm, mới chậm rãi xoay người, nhìn về phía trước đó cái kia đạo Hồng Ảnh. Hồng Ảnh giờ phút này khoảng cách Tiêu Viêm nửa trượng khoảng cách. Hồng Ảnh đem trên người màu đỏ sa mỏng rút đi, lúc này mới lộ ra chân diện mục tới. Người cá tộc. Tiêu Viêm thấy rõ trước mắt cái này đạo uyển chuyển thân ảnh, để ánh mắt của hắn trì trệ. Trong lúc nhất thời có chút không thể tin được, dĩ nhiên thật tồn tại cái này chủng tộc. Mái tóc màu vàng óng, ngũ quan có thể nói là trời làm nên vật, tinh cực kỳ xinh đẹp, mái tóc có chút bay múa, nhu thuận lông mày. Một đôi tinh màu đảo mắt vũ mị, trội hơn mũi ngọc, cái má đỏ bừng, điểm dáng giống như môi anh đào. Như tuyết gương mặt rất là xinh đẹp, óng ánh sáng long lanh trắng hơn tuyết, giống như da thịt như bơ như tuyết. Thân hình tuyệt mỹ, đạo không hết quyến rũ động lòng người. Nửa người trên chưa từng lấy nửa điểm quần áo, hai ngọn núi xinh đẹp, Tiêu Viêm hơi có chút đỏ mặt. Rời đi ánh mắt, nửa người dưới thì là một đầu thật dài năm màu đuôi cá, duyên dáng rung động. Truyền thuyết mỹ nhân ngư là lấy phần eo làm ranh giới, nửa người trên là mỹ lệ nữ nhân. Nửa người dưới là hất lên lân phiến xinh đẹp đuôi cá, cả thân thể đã giàu có sức hấp dẫn, lại dễ dàng cho cấp tốc bỏ chạy. Các nàng không có linh hồn, giống như nước biển vô tình. Nhìn trước mắt cái này mỹ lệ người cá nữ tử, Tiêu Viêm mỉm cười lẩm bẩm nói: "Đại nhân, giúp ta một chút tộc đi, còn tiếp tục như vậy, chúng ta người cá tộc muốn bị giết sạch rồi." Người cá nữ tử hai mắt thật to chớp, nước biển cùng nước mắt giao hòa, sóng nước lấp loáng, ngũ quan xinh xắn lại làm cho đau lòng người. "Ngươi khoảng thời gian này nhìn ta chằm chằm, là mục đích gì?" Tiêu Viêm nhìn chằm chằm cái này nhân ngư nữ tử, ánh mắt bên trong cũng không có thương hại chí ý. Người cá tộc mỹ mạo đây là thế nhân đều biết, nhưng cũng đồng dạng như truyền thuyết như vậy, các nàng không có linh hồn, giống như nước biển vô tình. "Đại nhân,
Trong biển máu quái dị thường nhiều, chúng ta ngư tộc từ trước đến nay không tranh thế sự, một mực ẩn nấp. Nhưng không ngờ bị những này máu quái phát hiện, thực lực cường hãn. Chúng ta ngư tộc nguy cơ sớm tối, mong rằng đại nhân ra tay giúp đỡ, mau cứu tộc ta. Người ca nữ tử vô cùng đáng thương nhìn xem Tiêu Viêm, Tiêu Viêm thần sắc sững sờ. Sau đó trên mặt nộ khí dâng lên, một trưởng nhô ra, trực tiếp gắt gao bóp có người ở ca nữ tử cổ. Dám mị cùng ta, như không nói thật, ta giờ phút này liền bóp nát cổ của ngươi. Tiêu Viêm không lưu một tia thể diện, hẳn là vừa mới hắn cảm thấy cái này nhân ngư nữ tử, vậy mà tại mị hoặc cùng hắn, lập tức liền chọc giận Tiêu Viêm. Người ca nữ tử vùng vẫy một hồi, Tiêu Viêm hung hăng nhìn thoáng qua, hư lạnh một tiếng, mới buông tay ra. Đại nhân, ta chưa từng kỳ đầy nửa câu, người cá tộc trời sinh liền có mắt híp, cũng không phải là ta tận lực, đại nhân minh giám. Người ca nữ tử một mặt ủy khuất bộ dáng, sờ lấy bị Tiêu Viêm bóp đau nhức cổ, đau khổ nói. Người ca nữ tử, trong tay quang mang lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ mai rùa, sau đó hai tay cung kính đưa cho Tiêu Viêm. Đại nhân, cái này chính là đại tế ti cho ta tộc dự đoán tương lai, có vị nhân tộc người chính là cứu tinh. Lại không có cho thấy thời gian, mà đại nhân lại là gần ngàn năm đến, vị thứ nhất nhân tộc đi vào hải dương màu vàng óng. Đồng thời còn tiến vào hải dương, sở dĩ ta cho rằng đại nhân chính là đại tế ti trong miệng cứu tinh. Nhưng ta không dám tới gần, sở dĩ chỉ được cẩn thận từng ly từng tí. Quan sát. Người ca nữ tử cẩn thận cho Tiêu Viêm giải thích nói, Tiêu Viêm tiếp nhận mai rùa phía trên khắc đầy cổ quái ký tự. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua, một chữ cũng không biết, nhưng Tiêu Viêm nhìn xem những chữ này phù hắn hết sức quen thuộc. Đây chính là tại ma thú gia tộc, trong dãy núi Nguyên Thủy, cự bụng ma bong bóng cá bên trong đầm nước cổ tuệ chi linh chỗ. Mai rùa bên trên ký tự, chỉ bất quá cái kia muốn so Tiêu Viêm hiện tại tiếp qua nhân ngư nữ tử mai rùa muốn lớn hơn một chút. Bất quá Tiêu Viêm lập tức lại cẩn thận quan sát, mới phát hiện ký tự là đồng dạng một loại. Nhưng cùng Tiêu Viêm trước đó tại cự bụng ma cá bên trong mai rùa bên trên nhìn thấy ký tự nội dung lại không giống nhau. Đại tế ti, trong miệng ngươi đại tế ti thế nhưng là một cái thần quy. Tiêu Viêm dò hỏi, không biết được người cá nữ tử trong miệng đại tế ti phải chăng cùng cự bụng ma cá trong bụng đại tế ti chính là cùng một cái. Người cá nữ tử nghe vậy, hàm răng cắn môi, đối với Tiêu Viêm lắc đầu. Ta chỉ là từng nghe nói đại tế ti sự tích, cái này chính là đại tế ti mấy vạn năm trước cho tộc ta tiên đoán. Ta xuất sinh còn chưa đủ ngàn năm, chưa từng gặp qua đại tế ti bộ dạng dài ngắn thế nào. Người ca nữ tử bất đắc dĩ nói, Tiêu Viêm nghe vậy lông mày cũng nhíu. Nhớ lại lần thứ nhất nhìn thấy đại tế ti liền hướng hắn lễ bái, cũng gọi hắn ân nhân. Tiêu Viêm cũng vẫn luôn ở vào mộng bức trạng thái, nhưng bây giờ xem ra. Cái này đại tế ti gọi hắn ân nhân tuyệt không đơn giản, có thể sẽ có chuyện phát sinh. Ta có thể giúp ngươi, nhưng không phải hiện tại, còn có chuyện quan trọng không làm. Bất quá ta có thể cho ngươi một vài thứ, đầy đủ bảo hộ ngươi tộc một đoạn thời gian. Tiêu Viêm đáp ứng xuống, nếu như đây là đại tế ti sớm đã ngờ tới, chính mình liền tìm hiểu nguồn gốc. Huống hồ vừa vặn nhờ vào đó có thể giải cái này hải dương màu vàng óng hạ là cái thế giới như thế nào. Tiêu Viêm trong miệng sự tình, tự nhiên chính là trọng thương thoát đi Phệ Hồn Vương. Không đem Phệ Hồn Vương triệt để diệt trừ, Tiêu Viêm có thể không dám rời đi Đấu Đế đại lục. Nói xong, trong tay Tiêu Viêm thiên hỏa thay đổi, mấy đóa thiên hỏa hỏa liên xuất hiện. Tiêu Viêm dùng tay vồ một cái, đem toàn bộ bóp thành đan, mỗi khỏa đều tản ra ba động khủng bố. Sau đó Tiêu Viêm dùng bình ngọc sắp xếp gọn, đưa cho người cá nữ tử. Đa tạ đại nhân, ta chính là người cá tộc, trước nhâm công chúa, như đại nhân không chê, gọi ta Thiên Ngưng. Người cá nữ tử tiếp nhận Tiêu Viêm cho bình ngọc, cung kính hành lễ, sau đó mỉm cười nói với Tiêu Viêm, Tiêu Viêm gật gật đầu. Lần này ngươi còn cẩn thận một chút, ta còn không phải hiểu rất rõ cái này đáy biển là một phen thế giới như thế nào. Qua một đoạn thời gian ta liền sẽ đi một chuyến đáy biển, đến lúc đó ngươi đến dẫn đường là được. Tiêu Viêm chậm rãi nói. Người ca nữ tử cũng là chán có chút điểm một cái, nói xong liền cấp tốc rời đi, tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền biến mất ở trước mắt. Đưa mắt nhìn người ca nữ tử đi xa về sau, Tiêu Viêm mới chậc chậc nói. Mọc ra đuôi cá, tốc độ quả nhiên phải nhanh hơn rất nhiều, bất quá nói thật, người này ca nữ tử dung mạo quả thật là kinh thế hãi tục. Nếu là thả đến đại lục, không biết bao nhiêu nam tử sẽ vì khuynh đảo. Tiêu Viêm thở dài, nói xong liền về tới Vô Ý Phương Chu bên trên, vừa về tới Phương Chu bên trên, liền nhìn thấy trên bầu trời mây đen mật bố, tiếng sấm rền rĩ. Cái này nhoáng một cái, bọn hắn lại tới đây đã có thời gian 20 năm. Tại Tiêu Viêm phân giải sau ngoại giới nồng đậm gấp trăm lần đế chi nguyên khí dưới, mọi người thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, trong đó cùng mọi người thiên phú cũng có được cực mạnh quan hệ. Cái này chính là 8 sao đế kiếp, Nam Nhĩ Minh. Tiêu Viêm nhìn xem giữa không trung nguyên lôi mà bên trên thân ảnh, Nam Nhĩ Minh bản thân chỉ có 7 sao trung kỳ. Bất quá khoảng thời gian này tu luyện, trên thêm bản thân còn có một cái quỷ linh, cổ tuệ chi linh, mặc dù xếp hạng không cao, nhưng cũng tăng lên Nam Nhĩ Minh tốc độ tăng lên, thân thể này vốn là để Nam Nhĩ Minh sẽ không lại bình thường. Hắn dẫn đầu đột phá, xung kích 8 sao. Giữa không trung, lôi đình như rồng, cuồn cuộn mà đến, Tiêu Viêm vẫn chưa dự định ra tay giúp đỡ.
Tiêu Viêm thái độ vẫn là như trước đó như vậy, những này khảm nhất định phải để chính bọn hắn kinh lịch. Nếu như thực sự là khó mà chống cự, Tiêu Viêm mới sẽ ra tay giúp đỡ, nếu là mình có thể đối kháng, kia là không thể tốt hơn sự tình. Nam Nhĩ Minh biến thành tóc đỏ, Long Lân Vương trưởng khống thân thể thời điểm, thực lực chính là có được 8 sao. Có thủ đoạn cùng kinh nghiệm, 8 sao đế kiếp đã phi thường cường hãn, nhưng sau mấy hiệp, liền đem đế kiếp vượt qua, tóc đỏ rút đi, biến thành tóc đen, Nam Nhĩ Minh giờ phút này trong mắt đôi mắt sáng tỏ. Giờ phút này hắn chân chính xem như tiến vào 8 sao hàng ngũ, đấu đế đại lục cường giả một hàng. Nam Nhĩ Minh hưng phấn không thôi, bay trở về Vô Úy Phương Chu, nhìn xem Tiêu Viêm chắp tay cúi đầu. Ha ha, đột phá 8 sao sao, không sai không sai, còn có lên cao không gian. Tiêu Viêm cười to đến, đi qua vỗ vỗ Nam Nhĩ Minh bả vai, Tiêu Viêm lần này tới mục đích thì là hy vọng. Khiêu chiến đám người, mấy cái 7 sao đều có thể đột phá đến 8 sao tốt nhất. Cứ như vậy đối phó hải dương màu vàng óng phía dưới cái kia phiến không biết thế giới cũng là có nắm chắc một chút. Tiêu thiếu nhìn hình dạng của ngươi, hẳn là ngươi cũng đột phá. Nam Nhĩ Minh nhìn Tiêu Viêm thần thái sáng láng dáng vẻ, kinh ngạc hỏi, Tiêu Viêm đã đến 9 sao. Có thể nói là nửa bước khó đi, đương nhiên đối với tại bọn hắn đến nói nửa bước khó đi. Tự hồ đối với Tiêu Viêm đến nói kia là như dẫm trên đất bằng, chuyện dễ như trở bàn tay. 9 sao trung kỳ, Tiêu Viêm bình thản đắc đạo, Nam Nhĩ Minh giật mình. Chiếu tốc độ này, Tiêu thiếu khoảng cách đấu tiên đã không xa. Đột phá đấu đế trở thành đấu tiên, dạng này tồn tại tại đã từng đấu đế đại lục cũng có thể coi là một phương cường giả. Đương nhiên, lại bây giờ, đó chính là đỉnh tiêm giống như tồn tại. Còn cần một chút thời gian, bất quá chắc hẳn vấn đề không lớn, chờ Mộc Nhi đều đột phá đến 8 sao. Liền đi tìm Phệ Hồn Vương tính sổ. Tiêu Viêm chậm rãi nói, Nam Nhĩ Minh gật gật đầu, cho dù hắn đột phá 8 sao. Nhưng Phệ Hồn Vương thực lực hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, coi như Phệ Hồn Vương thụ thương. 8 sao cũng rất khó chống lại, bất quá nếu là khiếu chiến bọn người đột phá đến 8 sao. Có lẽ tình huống lại khác biệt, có lẽ có thể có lực đánh một trận. 8 sao sơ kỳ, cũng xem là tốt, gần nhất ngươi cũng có thể tăng lên một chút đấu kỹ, cùng thương pháp của ngươi cùng độc tu. Tiêu Viêm dặn dò, Nam Nhĩ Minh trong tay nếu vẫn 6 sao thời điểm đấu kỹ. Cùng giờ phút này 8 sao thực lực tự nhiên không cách nào xứng đôi, đấu kỹ nếu không đuổi theo. Chỉ có thực lực cũng là không làm nên chuyện gì, sức chiến đấu không chiếm được tối đại hóa. Minh Bạch, Tiêu Thiếu. Nam Nhĩ Minh gật gật đầu, đấu kỹ hắn tự nhiên không ít. Xem chừng đều không yếu, dù sao Long Lân Vương lấy ra đấu kỹ, nghĩ yếu cũng yếu không được. Trò chuyện xong, Nam Nhĩ Minh liền bắt đầu nghe nói Tiêu Viêm, cường điệu tu luyện đấu kỹ cùng mình thương pháp cùng độc nghiên cứu. Đầy đủ phát huy chính mình 8 sao thực lực mới được. Giờ phút này, Khiêu Chiến, Thanh Mộc Nhi, Tử Ảnh, Long Ý, Phong Bạo, năm người khí tức đều là đạt đến 7 sao hậu kỳ. Tốc độ nhanh chóng khó có thể tưởng tượng. Lãng Thiên cùng Hỏa Ly cũng đạt tới 6 sao hậu kỳ thực lực. Chân Ni, Tịnh Vô Trần, Tiêu Kỳ ba người thực lực đột phá 6 sao về sau chính là ngưng lại. Thực lực tinh tiến cũng là có bình cảnh, bất quá ba người 6 sao sơ kỳ thực lực lúc này là hoàn toàn vững chắc, không có xuất hiện loại kia táo bạo cảm giác. Mọi người thực lực đều tại tinh tiến, Tiêu Viêm cũng là rất yên tâm, đám người sau khi đột phá. Tiêu Viêm cầm trong tay trước đó đãi đến một chút đấu kỹ đều phân ra cho mọi người. Mọi người thực lực tăng lên, đấu kỹ tự nhiên không thể rơi xuống, Tiêu Viêm từ lâu cân nhắc ở bên trong. Bất quá 6 sao đến 7 sao ở giữa đấu kỹ, dùng thế giai nhiều một ít. Trong tay Tiêu Viêm cũng đãi không ít thế giai đấu kỹ, vừa vặn cho mọi người tu luyện. Tiêu Viêm tiếp tục phân giải nước biển, lại lần nữa đem Vô Úy Phương Chu bên trong đế chi nguyên khí trở nên sung dụng. Đế chi nguyên khí nồng đậm như nước, thậm chí có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường thấy một tia đế chi nguyên khí tại dưới mí mắt du tẩu. Sau đó nhao nhao bị mọi người hấp thu hết. Tu luyện là một kiện phi thường khô khan sự tình, nhưng có mục tiêu, liền không sẽ có vẻ như vậy tẻ nhạt vô vị. Cũng cùng lúc đó, tại Tiêu Viêm bọn hắn nắm chặt thời gian tăng thực lực lên đồng thời. Ảnh Tử Minh tổng bộ, tại quỷ động chỗ sâu nhất, huyết ma linh thạch bên trong, một đạo hồng sắc thân ảnh đã thành hình, chính là Phệ Hồn Vương. Phệ Hồn Vương nguyên bản bộ dáng đã bị tinh hồng chi sắc bao khỏa, tứ chi cũng biến thành tu lớn lên. Như Tiêu Viêm lần nữa nhìn thấy, tất nhiên sẽ phát hiện, cái này Phệ Hồn Vương thời khắc này bộ dáng dĩ nhiên cùng hắn tại đáy biển giết chết máu quái có mấy phân chỗ tương tự. Tiêu Viêm, thanh âm khó nghe như sắt phiến tại tương hỗ ma sát giống như, chói tai như thế nào làm người ta sợ hãi. Quỷ động bên trong, có thể chính là oán khí trùng thiên. Phệ Hồn Vương thương thế đã khỏi hẳn, đồng thời giờ phút này chỗ phát ra khí tức, dĩ nhiên đạt đến 9 sao. Đương nhiên, hắn cái này 9 sao y nguyên không có ngộ đạo, nhưng so với trước đó, dựa vào vong hồn mà đến 9 sao thực lực hoàn toàn khác biệt. Nhục thể cường hãn trình độ so trước đó càng là tăng lên một cái cấp độ, chẳng biết cùng bây giờ Tiêu Viêm đấu tiên thân thể so sánh, ai mạnh ai yếu. Huyết ma linh thạch phát ra giòn nứt chi thân, theo một vết nứt xuất hiện, rất nhanh liền khuếch tán đến cả khối linh thạch. Huyết ma linh thạch ứng thanh nổ tung, Phệ Hồn Vương thân ảnh từ huyết ma thạch xông ra. Thời khắc này Phệ Hồn Vương cùng lúc trước thời kỳ toàn thịnh không có thay đổi gì,
nhưng là nhìn kỹ lại có chút Hứa khác biệt, cặp mắt của hắn y nguyên thành màu nâu đỏ. Cả người tản ra khí thế là trước kia hắn không thể so sánh. Đây chính là huyết ma linh thạch lực lượng, Phệ Hồn Vương thử hoạt động một chút thân thể, xương cốt ở giữa liền phát ra canh két liên tiếp giòn vang âm thanh. Chính là cảm giác này, khặc khặc, Tiêu Viêm, ta nhìn lần này ngươi còn địch nổi ta sao? Phệ Hồn Vương tinh hồng trên mặt, ngũ quan càng là lộ ra mơ hồ cùng huyết tinh, hình như có máu tươi tại mặt chảy xuôi. Phệ Hồn Vương giờ phút này trên người tán phát ra khí tức dĩ nhiên là 9 sao hậu kỳ, so với Tiêu Viêm đều càng mạnh hơn một điểm. Lần này Phệ Hồn Vương không còn là dựa vào vong hồn đến thu hoạch được 9 sao chi lực, mà là bản thân chân chính thông qua huyết ma linh thạch cải biến nhục thân lực lượng, từ đó đạt được 9 sao hậu kỳ lực lượng. Lại còn mang theo hai cái thánh giai đấu kỹ, cũng không tệ. Phệ Hồn Vương cười lạnh, cảm thụ được thể nội bành trướng lực lượng mãnh liệt, Phệ Hồn Vương đã kìm nén không được muốn tìm Tiêu Viêm báo thù. Ánh mắt lấy trần, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, quay người nhìn thấy trước đó bị hắn vây khốn lớn âm kim ô diễm. Giờ phút này đại âm kim ô viêm bên người còn có một thân ảnh. Đạo thân ảnh này cũng chính là bị Tiêu Viêm coi trọng tổn thương đan đại thành, bất quá đại âm kim ô viêm khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, không ngừng trợ giúp đan đại thành chữa thương, lúc này đan đại thành thương thế cũng có chuyển biến tốt. Nhưng lúc trước chiến đấu bên trong thân thể của hắn có khả năng tiếp nhận đã vượt qua cực hạn quá nhiều. Thực lực đã thối lui đến chỉ có 4 sao đấu đế thực lực, khí tức mất tinh thần. Đại âm kim ô viêm, ngươi cân nhắc như thế nào? Ngươi như trung thành cảnh cảnh đi theo ta, ta cũng sẽ bất kể hiềm khích lúc trước, mang ngươi đổ thành báo thù. Giết chết Tiêu Viêm, diệt ngươi một mực ghét ác như cừu đại nhật kim ô viêm, như thế nào? Phệ Hồn Vương lạnh lùng nhìn xem đại âm kim ô viêm, đương nhiên. Thời khắc này đại âm kim ô viêm đối với Phệ Hồn Vương đến nói, có thể nói không có chút nào uy hiếp có thể nói. Nhưng có thể thêm một cái giúp đỡ, Phệ Hồn Vương lại thế nào sẽ bỏ qua, huống hồ, bọn hắn đều có cùng chung địch nhân. Đồng thời đều nghĩ đẩy đối phương vào chỗ chết. Ta còn có lựa chọn thứ hai sao? Đại âm kim ô viêm trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tự giễu nói. Rất hiển nhiên, đây là ngươi con đường duy nhất, nếu ngươi không muốn. Như vậy ta liền để ngươi giờ phút này liền tiêu tán cùng giữa thiên địa, vĩnh viễn không luân hồi ngày. Phệ Hồn Vương nói, tản mát ra túc sát chi ý, tự thân uy áp phô thiên cái địa giống đại âm kim ô viêm đánh tới. Khiến cho trốn ở quỷ động đen nhánh chỗ thân ảnh nhóm run lẩy bẩy, hoảng sợ chi ý tràn ngập toàn bộ quỷ động. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đại âm kim ô viêm khẽ cắn môi, đành phải bất đắc dĩ tiếp nhận. Các con, đều đi ra đi. Phệ Hồn Vương đắc ý cười to, tựa hồ đã sớm nằm trong dự đoán của hắn sự tình. Hai tay nâng lên, lớn tiếng hô, thanh âm quanh quẩn trong huyệt động, từng vòng khuếch tán ra tới. Cái kia nguyên bản một vùng tăm tối trong huyệt động, từng đôi mắt trở nên tinh hồng, chợt vô số tiếng gào thét truyền ra. Chỉ thấy vô số thân ảnh bị xích sắt buộc lấy cổ, nhìn kỹ lại, những này thân ảnh đều là người. Chỉ bất quá đám bọn hắn vẻ mặt nhăn nhó, đã không linh trí, biến thành khát máu ác ma. Phệ Hồn Vương đánh một ngón tay hướng, chợt những buộc lấy kia thân ảnh cổ xích sắt toàn bộ cắt ra. Vô số thân ảnh như châu chấu xông ra bên trong quỷ động. Khặc khặc, Tiêu Viêm, đã như vậy, vậy ta liền giết sạch thiên hạ tất cả mọi người đến giải mối hận trong lòng ta. Phệ Hồn Vương trong mắt huyết mang lấp lóe, nhìn thoáng qua đại âm kim ô viêm, đem buộc đại âm kim ô viêm xích sắt buông lỏng ra. Tới đi, cùng ta cùng một chỗ giết chóc đi. Phệ Hồn Vương nói xong, liền nương theo lấy như châu chấu đám ác ma xông ra quỷ động, giống lấy hắn cừu hận nhất phương hướng mà đi. Quỷ động bên ngoài, thân ảnh gần vạn, từng cái bộ dáng dữ tợn, bọn hắn sớm đã không có người dáng vẻ, trong miệng cũng mọc ra hung thú đồng dạng răng nanh. Quỷ động tựa như con rơi ra tổ, lít nhà lít nhít thân ảnh không ngừng tuôn ra, ai cũng chưa từng nghĩ đến. Cái này quỷ động bên trong dĩ nhiên nuôi như thế khổng lồ một cái đội ngũ. Những này thân ảnh khí tức trên thân cao thấp không đều, yếu nhất có 4 sao, mạnh nhất lại có 8 sao. Nhìn đều không có gì linh trí, nhưng lại không giống khôi lỗi, cũng không có giống khôi lỗi như vậy cứng ngắc. Bọn chúng càng giống bị ma hóa về sau người, đã mất đi lý trí, biến thành trong mắt chỉ có giết chóc quái vật. Thế giới này an ổn quá lâu, cần một trận thịnh đại máu tươi đến tẩy lễ. Phệ Hồn Vương ánh mắt nhìn về phía cự hy thành phương hướng, trong mắt huyết quang bắn ra bốn phía. Phảng phất giờ phút này trong mắt hắn sớm đã là thây ngang khắp đồng, đối với hắn mà nói, đó mới là thịnh thế cảnh đẹp. Đại âm kim ô viêm, ngươi theo ta, diệt Tiêu Viêm, giết sạch người trong thiên hạ này. Về sau, chúng ta chính là cái này đấu đế đại lục mạnh nhất, đến lúc đó, chúng ta chính là cái này đấu đế đại lục vương. Ai dám không theo? Đại âm kim ô viêm cũng mang theo đan đại thành hướng cửa hang bay ra. Phệ Hồn Vương nhìn xem đại âm kim ô viêm nói. Bỗng nhiên ánh mắt cũng nhìn về phía bị đại âm kim ô viêm kẹp lấy đan đại thành. Đan đại thành sắc mặt thảm trắng, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Nhưng trong mắt của hắn vẫn như cũ tràn đầy oán hận. Đan đại thành biết hắn bại, bị bại triệt triệt để. Hắn đã lại không đông sơn tái khởi cơ hội. Chẳng qua hiện nay nghe nói Phệ Hồn Vương muốn đi giết Tiêu Viêm, trong mắt cũng lóe ra huyết mang. Nếu là có thể tận mắt nhìn thấy Tiêu Viêm chết thảm, trong lòng của hắn cũng có thể thoải mái, chết cũng không hối tiếc. Ngươi ngược lại cũng là đáng thương, xem ra ngươi cùng ta đều có cùng một địch nhân, đã như vậy,
liền cho ngươi một trận tạo hóa. Phệ Hồn Vương nhìn xem Đan Đại Thành cái kia hận đến cắn răng nghiến lợi bộ dáng, cười lạnh nói. Hắn tự nhiên nhận Đan Đại Thành, dù sao Đan Đại Thành chính là đan điện điện chủ, chỉ chẳng qua hiện nay bị thua trở nên chật vật không chịu nổi. Phệ Hồn Vương quay đầu, nhìn bên người hai cái thân ảnh, trực tiếp đưa tay, cách không bóp. Lập tức liền đem hai thân ảnh trực tiếp bóp nát, biến thành nồng đậm huyết vụ, sau đó trực tiếp hướng phía Đan Đại Thành mà đi. Hấp thu bọn hắn, thực lực của ngươi hẳn là có thể trong thời gian ngắn trở lại đỉnh phong, bất quá ngươi một khi hấp thu về sau, từ nay về sau ngươi chỉ có không ngừng giết chóc dựa vào máu tươi để duy trì thực lực của ngươi. Nếu không thực lực liền sẽ hạ thấp, không cách nào lại có tăng lên khả năng, ngươi căn cơ sớm đã hủy diệt, lại không trùng sinh khả năng. Phệ Hồn Vương nhìn xem Đan Đại Thành thản nhiên nói, Đan Đại Thành nhìn trước mắt huyết vụ. Không cần Phệ Hồn Vương nói, hắn cũng rõ ràng hắn bây giờ tình trạng cơ thể. Đan Đại Thành trầm tư một lát, cắn răng một cái, lập tức huyết vụ liền thuận theo Đan Đại Thành xoang mũi tiến vào thân thể của hắn. Không lâu sau đó Đan Đại Thành bắt đầu run rẩy, sau đó trên mặt dĩ nhiên lộ ra thoải mái biểu lộ, tựa hồ nếm đến nhân gian mỹ vị. Huyết vụ bị Đan Đại Thành đều hấp thu, Đan Đại Thành trên mặt từng đầu tơ máu giống như bò sát đồng dạng bắt đầu lan tràn bộ mặt của hắn, cho đến hắn nửa gương mặt. Nửa ngày về sau, Đan Đại Thành chậm rãi mở mắt ra đến, khí tức trên thân dĩ nhiên đúng như Phệ Hồn Vương nói, thật khôi phục đến 8 sao thực lực, chỉ bất quá Đan Đại Thành thời khắc này bộ dáng có một chút biến hóa. Một con mắt bị tơ máu chỗ nhiễm, biến thành màu đỏ thẫm, nửa cái mắt lại thành bên người những này thân ảnh đôi mắt. Chợt Đan Đại Thành trên mặt nổi lên nụ cười dữ tợn. Đan Đại Thành cười phi thường cuồng vọng, giờ khắc này, hắn một lần nữa cảm nhận được lực lượng. Đến tự thân lực lượng cường hãn, Đan Đại Thành cảm giác chính mình một lần nữa trở lại đỉnh phong thời kỳ. Hưng phấn không thôi, trong lòng không khỏi đối với Phệ Hồn Vương rất là cảm kích. Đa tạ, Vương. Đan Đại Thành cười xong, đối với Phệ Hồn Vương quỳ xuống đất cúi đầu, Phệ Hồn Vương thấy thế cười khẩy. Đối với hắn mà nói bất quá là nhiều một cái cản mệnh mà thôi, nhưng là mặt ngoài hí Phệ Hồn Vương vẫn là làm đủ. Không hổ là đan điện điện chủ, đã như vậy, liền cùng ta cùng nhau đổ sát đi, bây giờ chỉ cần ngươi có thể hấp thu càng nhiều máu tươi, thực lực của ngươi liền có thể ổn định, một trận chiến này, chúng ta nhất định muốn giết cái sảng khoái. Phệ Hồn Vương lớn tiếng quát, sau khi nói xong, bên người vô số bóng đen tựa hồ cũng đối với máu tươi tràn đầy khát vọng, đều phát ra gầm lên giận dữ. Vương, nếu là có thể, xin cho ta tự mình chính tay đâm Tư Viêm, ta cùng hắn sớm đã không chết không thôi. Ta không kịp chờ đợi muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Đan Đại Thành nhìn qua Phệ Hồn Vương, trong mắt tràn đầy oán hận đối với Tiêu Viêm. Hắn có thể nói hận thấu xương, hận nhập tỳ phổi, đời này kiếp này, Tiêu Viêm nếu không chết, hận này khó tiêu. Ha ha, tốt, ta đáp ứng ngươi, để ngươi tự mình chặt xuống Tiêu Viêm đầu người. Phệ Hồn Vương nhìn xem Đan Đại Thành giữ tợn khát máu bộ dáng, cũng khơi dậy hắn cái kia phần sát niệm. Cùng hắn trên người Tiêu Viêm chỗ ăn thiệt thòi, hắn định phải tăng gấp bội đòi lại. Tiêu Viêm, ngươi liền đợi đến chịu chết đi, lần này nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta hồn quái nhóm, ta chính là các ngươi vương, đi theo ta, thẳng hướng Cự Hy Thành. Phệ Hồn Vương quét mắt một vòng bốn phía, gần vạn thân ảnh, nháy mắt hóa thành một vệt cầu vồng, hướng phía Cự Hy Thành phương hướng mà đi, mà Phệ Hồn Vương sau lưng thân ảnh lít nha lít nhít đi sát đằng sau. Phệ Hồn Vương xưng những này thân ảnh vì hồn quái, hẳn là dùng xếp hạng thứ 3 dẫn hồn u linh. Đem bọn hắn đều biến thành hiện tại lần này bộ dáng, trở thành Phệ Hồn Vương chiến sĩ. Mặc dù hành vi ác liệt, nhưng không thể không nói, Phệ Hồn Vương đối với quỷ linh trưởng khống cùng nhận biết đã đạt đến nhất định độ cao mới có thể làm cho tới bây giờ lần này như địa ngục cảnh tượng. Hồn quái không có chút nào linh trí, trên đường đi tựa như châu chấu càn quét, những nơi đi qua một mảnh hỗn độn. Liền ngay cả trong rừng ma thú, hồn quái chỗ qua về sau, chỉ còn trên mặt đất vết máu, ngay cả xương cốt đều gặm phải là không còn một mảnh. Cự Hy Thành giờ phút này vẫn như cũ phồn hoa như lúc ban đầu, tựa hồ cũng không có cảm giác được nguy hiểm đang hướng bọn hắn cấp tốc tới gần. Chỉ có 3 tên 9 sao lão tổ, thông qua thời gian 20 năm tu dưỡng, bọn hắn thương thế cơ bản khỏi hẳn. Bất quá đối với Phệ Hồn Vương, trong lòng bọn họ không khỏi đều có một tia kiêng kỵ, dù sao 3 người hợp lực đều thua ở Phệ Hồn Vương thủ hạ. Có sát lục chi khí chính đang nhanh chóng tới gần Cự Hy Thành. Huyết Y lão tổ Thanh Hồng Phi nhướng mày, lúc trước hắn bị Phệ Hồn Vương tổn thương không nhẹ. Trong lòng không khỏi còn có chút e ngại, đột nhiên phát giác được một cỗ cường đại sát lục chi khí đang hướng Cự Hy Thành đánh tới. Duy nhất có thể nghĩ tới chính là cái này Phệ Hồn Vương. Yêu tộc, đề phòng. Nhân tộc, đề phòng. 3 tên lão tổ lập tức thông chi các thế lực lớn, toàn bộ Cự Hy Thành trong khoảng thời gian ngắn liền bắt đầu đề phòng. Trong đó cường giả như mây, nhưng thần sắc đều trở nên khẩn trương lên. Lão tổ, cần làm chuyện gì? Thanh Hồng Phi cái này bên cạnh thần sắc nghiêm túc. Thanh Hạo Nhiên thấy thế cũng phát giác được tình huống không ổn, nhưng vẫn là dò hỏi, huyết ma bộ tộc cũng tiến vào cao cấp đề phòng. Có đại lượng địch nhân đang hướng Cự Hy Thành nhanh chóng đánh tới, mà lại khí thế hung hung, sát khí tùy ý tràn ngập. Chỉ sợ là cái này Phệ Hồn Vương tổn thương đã khỏi, ngóc đầu trở lại. Thanh Hồng Phi nặng nề nói, sau khi nói xong tâm thần có chút không tập trung,
tựa hồ lòng còn sợ hãi. Lão tổ đừng lo lắng, ta lập tức thông tri Tiêu Viêm. Thanh Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt nặng nề Thanh Hồng Phi, liền biết mức độ nghiêm trọng của sự việc đã không phải thường nhân có thể khống chế, đan điện trận chiến kia. Thanh Hạo Nhiên rõ mồn một trước mắt, tự nhiên sẽ hiểu cái này Phệ Hồn Vương chỗ cường đại. Hoàn toàn chính xác chỉ có Tiêu Viêm thả mới có loại này lực lượng cùng Phệ Hồn Vương chống lại. Mà Tiêu Viêm rời đi tin tức, Thanh Hạo Nhiên tự nhiên là biết được, giờ phút này xuất ra một viên ngọc châu, đem bóp nát. Tại Thanh Hạo Nhiên bóp nát ngọc châu thời điểm, ngồi xếp bằng trên Vô Ý Phương Chu Tiêu Viêm cũng bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt lăng lệ ánh sáng lấp lóe. Cự Hy Thành xảy ra chuyện, Tiêu Viêm thì thào mở miệng, ngồi xếp bằng người tu luyện toàn bộ giờ phút này đều bỗng nhiên mở mắt ra nhìn xem Tiêu Viêm. Bất quá vừa vặn, cái phiền toái này cũng nên giải quyết. Tiêu Viêm thần sắc buông lỏng, hắn cũng không lo lắng. Hắn thấy, Phệ Hồn Vương chẳng qua là một cái vùng vẫy dễ chết sâu kiến mà thôi, không đáng để lo. Bất quá nếu là chưa trừ diệt, đối với Cự Hy Thành cùng các lớn thực lực đến nói lại là một cái cực lớn tai họa ngầm. Hồng Nhi, chúng ta lập tức xuất phát, mục tiêu Cự Hy Thành. Tiêu Viêm nhàn nhạt mở miệng, tiên nguyên khí phóng thích mà ra, tràn vào Vô Ý Phương Chu bên trong. Là chủ nhân, bay nhanh. Vô Ý Phương Chu, thân thuyền bắt đầu run run, sau đó oanh một tiếng, liền biến mất ở hải dương màu vàng óng phía trên. Chúng tiểu nhân, giết cho ta sạch sẽ, một giọt máu cũng không cần bỏ qua. Cự Hy Thành trên không, lít nhà lít nhít thân ảnh, sau đó hướng phía dưới chen chúc mà đi. Các thế lực lớn người cũng lập tức đuổi tới, đang chuẩn bị nghênh chiến, giữa không trung lại bay xuống từng đóa màu đỏ cánh hoa. Bỉ Ngạn Hoa. Các thế lực lớn người còn chưa bắt đầu chiến đấu, liền toàn bộ ngốc trệ ngay tại chỗ. Ánh mắt trống rỗng, đã bị Phệ Hồn Vương linh hồn chi lực khống chế. Ba tên chín sao lão tổ nhìn xem bay xuống cánh hoa, ánh mắt co rụt lại, trong lòng đều khó tránh khỏi có chút e ngại. Bất quá vẫn chưa lùi bước, vẫn là nghênh đón tiếp lấy. Ba cái lão thất phu, xem ra các ngươi là không nhớ lâu. Phệ Hồn Vương lạnh lùng nhìn xem ba tên chín sao lão tổ nói. Sau khi nói xong, ba tên chín sao lão tổ thần sắc đều là siết chặt, đều là lộ ra kinh kỵ chí. Tiếng kêu thảm thiết, kinh tiếng la lập tức truyền ra, hồn quái lướt qua, chính là có từng đạo vết máu dâng trào. Cự Hy Thành giờ phút này loạn thành một mảnh, bất quá chuyện như vậy, vẻn vẹn kéo dài chẳng những nửa khắc. Giữa không trung ầm ầm thanh âm chính là vang vọng bầu trời. Ta nhìn, không nhớ lâu người là ngươi đi. Một đạo dài dòng thanh âm từ phía chân trời vang lên, giữa không trung xuất hiện một chiếc trăm trượng lớn phương chu, phương này thuyền chính là Tiêu Viêm ngồi Vô Ý Phương Chu. Vừa mới lên tiếng, cũng tự nhiên chính là Tiêu Viêm. Một thân ảnh từ Vô Ý Phương Chu bên trên lơ lửng mà ra, một bước ra ngoài. Nhìn xem Tiêu Viêm xuất hiện, Phệ Hồn Vương ánh mắt ngưng lại. Mà ba cái lão tổ thấy Tiêu Viêm trở về, bọn hắn xem như thở dài một hơi. Nhìn thoáng qua bốn phía chém giết hồn quái, Tiêu Viêm cau mày. Tiêu thiếu, yên tâm đi, bọn hắn liền giao cho chúng ta giải quyết đi. Lúc này, Tiêu Viêm sau lưng, mười mấy thân ảnh hiển hiện. Chính là khoảng thời gian này trên Vô Ý Phương Chu tu luyện phong bạo đám người. Tiêu Viêm chiến đội thực lực tại ngắn ngủi thời gian 20 năm đã được đến to lớn tăng lên. Từng cái đều ngứa tay khó nhịn, vung tay vung chân ở giữa giống như có lẽ đã đợi không kịp. Đến đây thì cũng khép lại phần 6 tập 96 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.